Hàng ngày không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này trên đường phố. Nhiều bậc cha mẹ cho con ngồi trên yên xe ở phía trước. Nếu trẻ lớn hơn chút nữa thì ngồi một mình ở phía sau, không đội mũ bảo hiểm và cũng không có đai an toàn. Chỉ một sơ suất nhỏ của người cầm lái, tai nạn đáng tiếc cho trẻ em rất có thể sẽ xảy ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thương tâm ở trẻ em, nhưng chủ yếu vẫn là do ý thức về an toàn giao thông của các bậc phụ huynh dành cho con em mình rất hạn chế. Trẻ chưa có khả năng tự bảo vệ và lường trước được những rủi ro xảy ra. Do vậy, các bậc cha mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ, không nên đùa giỡn với tính mạng của con mình. Cháu nó cứ thích ngồi trước để nó còn muốn ngắm đường. Đôi khi cũng chiều nhưng mà nói chung là không hợp lý lắm. Nhiều khi lý do đơn giản chỉ là chiều theo ý thích của trẻ nhỏ. Nhưng nếu chỉ một sơ suất nhỏ, ví dụ như phanh gấp, trẻ nhỏ rất dễ gặp phải những chấn thương không đáng có, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến cha mẹ vô tình đặt con mình vào nguy hiểm, phó mặc tính mạng cũng như sự an toàn của trẻ cho chính trẻ. Không chỉ có nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc, khi cho trẻ ngồi trước thì bụi bẩn cũng là kẻ thù mà các bậc phụ huynh cũng nên tránh cho con em mình. Tôi thấy cái trường hợp mà chở trẻ nhỏ đấy, đặc biệt là các cháu đi học mà cho ngồi phía đằng trước là hết sức nguy hiểm. Bởi vì bản thân nhà tôi cũng có hai cháu nhỏ. Đi như thế thì thứ nhất là về cái vấn đề mà mình dừng đỗ trước đèn đỏ đấy. Thì nhiều khi là các cháu thì nhỏ thì hiếu động, nó hay nghịch. Có khả năng là bố mẹ không để ý về mo hoặc là xe ga chẳng hạn, các cháu có thể sờ lên tay ga. Và như thế là rất ảnh hưởng, bởi vì nhiều khi xe sẽ vọt lên và gây tai nạn. Còn riêng về phía gia đình nhà tôi mà đi đâu ấy thì nếu mà trường hợp tôi phải chở cháu đi một mình ấy thì thường thì tôi sẽ có dây đai buộc lịt cháu ở sau lưng đi cho đảm bảo, và tôi tránh cái trường hợp để con ngồi đằng trước. Thứ nhất là khói bụi này, thứ hai là vấn đề an toàn cho chính mình và con mình. Tôi thấy là những bậc phụ huynh ấy, chở những con em đi học hoặc đi đâu đó đấy thì tôi thấy là thứ nhất là nhìn chiếm đa số là các bậc phụ huynh toàn cho trẻ con đi ngồi đằng trước hoặc ngồi đằng sau. Hai nữa là không có mũ bảo hiểm. Nên là thứ nhất là nó mất cái an toàn cho con em của các bậc phụ huynh. Nếu mà trẻ em mà cho ngồi ở đằng trước ấy, ở ngồi đằng trước thì thường thường là mất an toàn vì thứ nhất là các bậc phụ huynh đi đường đang đi tốc độ nhanh, thường thường gặp chướng ngại vật, thanh cái là thường thường là con em ta nó bất chủ động hay bị va trổ đằng trước hoặc lao vấp ngã ở đằng trước. Theo tôi là phải cần phải là cho con em ta là ngồi đằng sau với mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn thì đi nó đảm bảo hơn. Thứ nhất là đảm bảo cho chính con của các bạn, và hai nữa là nó an toàn cho những người bên cạnh. Là bậc phụ huynh thì không ai là không muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con em mình. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Vì vậy, hãy bảo vệ trẻ khỏi bất kỳ nguy cơ nguy hiểm nào, bắt đầu bằng những hành động đơn giản nhất khi tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi di chuyển bằng xe máy, quý vị và các bạn cũng nên lưu ý những điều sau. Tuyệt đối không để trẻ ngồi một mình ở yên sau. Vì trẻ nhỏ thường hiếu động, khó ngồi yên nên rất dễ xảy ra tai nạn. Nên dùng đai để cố định trẻ khi lưu thông trên đường. Bạn cần ôm con gọn trong lòng, không để chân hoặc đầu trẻ thò ra ngoài, tránh xe cộ và quẹt chúng. Nếu con bạn từ 6 tuổi trở lên, bạn nên cho bé đội mũ bảo hiểm khi ra đường. Đặt trẻ ngồi giữa cha mẹ, bạn giữ chặt bé bằng hai tay và không cho con ló đầu ra ngoài. Không để trẻ đứng trên xe vì bất kỳ lý do nào. Hạn chế để trẻ ngồi trước để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, như chấn thương khi phanh gấp, trẻ nghịch vặn tay ga khi xe vẫn đang nổ máy, bụi bẩn bay vào mắt trẻ.